Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có tên của một loại game, đó chính là game trang điểm. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có tên của một loại trò chơi, đó chính là trò chơi nấu ăn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có tên của một loại trò chơi, đó chính là trò chơi Tam Quốc Chí. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Đầu tiên là mình sẽ xỏ màu xanh, màu tím xanh nhé. Mọi người ơi, đây màu xanh tím của mình này. Các bạn ơi, đây là màu xanh tím của mình nha. Đây là màu xanh tím của mình nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu vàng nha. Mọi người ơi, đây nha, đây là phần màu vàng của mình nha mọi người. Mọi người ơi, đây là màu thứ hai màu vàng của mình. Mọi người ơi, đây là màu thứ hai màu vàng của mình nha. Tiếp theo là mình sẽ xỏ màu đỏ. Bảo vệ chụp cho cái áo để người ta đánh giá chẳng chịu chụp. Rồi. Bảo chụp cho cái áo để người ta đánh giá mình chẳng chịu chụp. Đi đợi vào cái đơn hàng của lệ bảo quan. Người ta lấy ảnh thật. Và mua cái tự mua lấy. Lười đánh giá quá. Mọi người ơi, đây là màu đỏ của mình nha. Đây là màu đỏ của mình nha mọi người. Các bạn ơi, đây là màu đỏ ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu đen đi. Mọi người ơi, đây nha, đây là màu đen của mình nha. Các bạn ơi, đây là màu đen của mình. Mọi người ơi, đây là màu thứ tư của mình, màu đen nha. Tiếp tục là bây giờ mình sẽ xỏ màu xám và xỏ hạt chữ nha.
Giờ mình sẽ xỏ hạt chữ nha mọi người ơi. Phần màu xám của mình xỏ xong rồi. Mình sẽ buộc hai đầu vòng lại với mình nhau nha mọi người. Mình ngáo ơi. Một lần tiếng của đời. Nói chuyện to ấy nhỉ. Đang quen với tắt. Toàn cái chuyện chả có đâu, không phải cái hết gạo lên kiểu gì. Nói chuyện nó bảo bao lần thì hiểu. Mọi người ở đây nha, chiếc vòng của mình đã hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Các bạn ơi, đây chiếc vòng của mình hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha. Các bạn ơi, chiếc vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để mình có động lực làm nhé. Lên cho độ phọt hay câu quá tục ra. Ô chị mua phải bột sắn dây fake rồi sao ấy, nhưng mà cũng không thấy fake lắm. Là cái bột đấy của chị nó cũng trong nhưng mà nó không trong hoàn toàn ấy. À, có pha đặc chất rồi. Nhưng mà pha không đáng kể. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có tên của một, sẽ có tên là cá mặt quỷ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ cá ngừ vây xanh. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ cá sấu hỏa tiễn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Mọi người ơi, bây giờ mình xỏ màu tím đầu tiên nha. Em sẽ cố chán hay là tiền? Mọi người ơi, đây là phần màu tím nhạt của mình nha. Các bạn, đây là màu tím nhạt của mình nha. Mọi người ơi, đây là màu tím nhạt của mình. Tiếp theo là mình sẽ xỏ màu trắng.